Sang hàng chụp ảnh cưới nhưng cô dâu không phải Harry, Tiến Đạt bị vợ trách điên rồ. Ai cũng phải cạn lời khi đọc những lời trách móc của bà xã Tiến Đạt dành cho chồng. Sau đám cưới gần một tháng thì mới đây bà xã Tiến Đạt mới chịu tung trọn bộ ảnh cưới của cả hai vợ chồng tại Hàn Quốc lên trang cá nhân. Kèm theo đó là những lời than thở dành cho ông xã. Ngay khi vừa đăng tải, status của Thụy Vy đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý phía cư dân mạng. Xã Tiến Đạt viết cả một tờ sớ dài than thở về công cuộc chụp ảnh cưới tại Hàn Quốc của cặp đôi. Những tưởng Thụy Vy trách móc chồng vì quyết định sang quê hương của tình cũ chụp ảnh cưới, nhưng hóa ra lại là chuyện khác, Thụy Vy chia sẻ. Phía kế hoạch đám cưới, chụp hình cưới chắc cũng là một trong những thứ làm mọi người đau đầu nhất phải không? Đúng đó, khó thì khó vì style hai người ai cũng thích tự nhiên như bà điên, và chọn địa điểm toàn các ý tưởng điên rồ kiểu em ơi đi Đắk Lắk chụp hình đi, em ơi đi Cuba chụp hình nha, em ơi vô rừng chụp hình được không? Cuối cùng không ngờ là đi Hàn Quốc chụp, mà tự nhiên đi công việc hấn lên quyết định thôi chụp ở Hàn đi, may mà vẫn kịp để nhận hình cưới trước đám cưới một tuần. Cảm ơn em Chun giúp đỡ để buổi chụp hình được diễn ra nhanh như gió và vô tình lượm được mấy tấm hình lãng mạn ở trời thu xứ Hàn. Còn lý do vì sao nhìn tấm nào hai đứa cũng cười như điên, vì muốn đơn giản mà anh Thọ lại không đơn giản, nên cứ mỗi lần kêu diễn là tự nhiên nhìn nhau cười kiểu mày hả cưng, bày đặt đi Hàn Quốc chụp hình hả cưng. Tới nỗi mới được vài chỗ là hỏi anh chụp hình có thể ngưng được không, ảnh còn rất nhiệt tình kiểu chưa hết cảnh đẹp chịu khó đi chút nữa đi. Hú hồn, nhìn hình cũng thích thích, không thôi chắc tiếc hoài ha ha. Mà có người còn hẹn sang năm đi Ladakh chụp ảnh tiếp nha em, nghe mà mắc cười, vì hình cưới mà giống như chụp hình quảng cáo từ Hàn Quốc đến Đà Lạt, chứ còn đi Ladakh chụp 8.000 tấm, rồi anh ơi ok fine em ổn. Sau một hồi đau đầu không biết nên đi đâu thì vợ chồng Tiến Đạt quyết định chọn Hàn Quốc làm nơi chụp ảnh cưới. Vợ chồng rapper chọn phong cách chụp ảnh hài hước trẻ trung, cô dâu chọn nhiều kiểu váy theo xu hướng tối giản, ôm dáng nhẹ nhàng trang điểm tự nhiên kiểu Hàn Quốc. Có vẻ như ảnh cưới tại Hàn Quốc vẫn chưa làm thỏa mãn Tiến Đạt nên nam rapper còn hẹn bà xã sang năm đi Ladakh chụp ảnh tiếp. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người thân và bạn bè của cặp đôi đều hết lời khen ngợi bộ ảnh cưới của vợ chồng Tiến Đạt. Thụy Vy sinh năm 1991, kém Tiến Đạt 10 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông. Cô và Tiến Đạt hẹn hò khoảng 1 năm trước khi quyết định kết hôn, chuyện tình được cả hai giấu kín. Trước khi yêu Thụy Vy, Tiến Đạt có cuộc tình 9 năm với Harry Won và chia tay vào đầu năm 2016. Mẹ rapper rất ủng hộ cuộc hôn nhân, bà khen con dâu xinh và biết chia sẻ. Một số hình ảnh trong bộ ảnh cưới lãng mạn chụp tại Hàn Quốc của Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy. Giữa lúc tin đồn yêu anh Đức lan rộng, Phi Huyền Trang hân hoan, Tết này hết ế. Dẫn link bài viết có tựa đề Trấn Thành tiết lộ anh Đức đang yêu Phi Huyền Trang, nữ diễn viên hân hoan, Tết này hết ế. Sau nhiều lần được Trấn Thành mai mối khắp showbiz, diễn viên anh Đức giờ đây đã có người yêu. Cụ thể vào tối 23 tháng 1, nam danh hài đến chúc mừng Trấn Thành ra mắt phim mới. Thay vì lẻ bóng như mọi khi, anh Đức công khai sánh đôi bên Phi Huyền Trang, một nữ diễn viên nóng bỏng. Vừa thấy bạn thân có cặp có đôi bước vào, Trấn Thành hô to, anh Đức có bồ rồi nè. Ông xã Harry Won sau đó còn hồ hởi hỏi lại Trang Đức, lén lúc yêu nhau phải không tụi bay. Hình ảnh anh Đức và Phi Huyền Trang lần đầu công khai sánh đôi tình cảm sau nghi án phim giả tình thật, khi đóng chung một dự án phim Tết đã phủ sóng truyền thông. Đang lúc được quan tâm về đời tư, Phi Huyền Trang mới đây có động thái lạ, dẫn link bài viết có tựa đề Trấn Thành tiết lộ anh Đức đang yêu Phi Huyền Trang, nữ diễn viên hân hoan, Tết này hết ế. Lời thông báo hết ế của Phi Huyền Trang đã khiến dân tình xôn xao. Kẻ khuyên hai ngôi sao đừng mang chuyện tình cảm ra PR, người lại chúc mừng vì Trang Đức từ nay đã có đôi. Là những người bạn thân thiết trong showbiz, nhiều ngôi sao đã vào chia vui cùng đồng nghiệp, MC Quang Minh để lại vỏn vẹn một chữ đùa, trong khi Tiến Luật ông xã Thu Trang cảm thán rồi xong. Rất thoải mái, diễn viên họ Phi hồi đáp tất cả bình luận của mọi người. Khi một người bạn hỏi thăm, thế có cưới không để anh còn dành tiền, Phi Huyền Trang hài hước nhắn nhủ, anh cứ dành đi kiểu gì em chả cưới, không cưới được người này thì cũng phải cưới người kia cơ chứ. Phi Huyền Trang là diễn viên từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, Săn Vàng, Mắt Lụa, Không Thể Ngừng Yêu, cùng sitcom ăn khách trên YouTube Ghiền Mì Gõ. Thời gian gần đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau là hình ảnh tình tứ của thánh nữ Mì Gõ cùng nam diễn viên Anh Đức. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp có những hành động tình cảm ngọt ngào khiến công chúng không khỏi nghi ngờ. Trong một dòng trạng thái gần đây, Huyền Trang còn xưng vợ chồng với bạn thân Trấn Thành. Liệu rằng sau mối tình gian dở với Lâm Vĩ Dạ, Anh Đức sẽ thoát ế thành công với hot girl họ Phi không?
Làm dâu Ấn Độ tưởng khó như nào, Phở Hạ Trâm được mẹ chồng phục vụ tận răng thế này, ai sướng bằng. Tưởng rằng làm dâu Ấn Độ sẽ rất áp lực vì bỡ ngỡ trước một nền văn hóa mới. Ai dè Võ Hạ Trâm sướng hết nức, cười tươi hơn hớn. Tối 14 tháng 1, đám cưới Võ Hạ Trâm và chú rể Vi Khách, doanh nhân người Ấn Độ, đã được tổ chức long trọng tại một khách sạn 5 sao quận nhất thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của bạn bè người thân. Nhiều người tò mò cuộc sống làm dâu của Võ Hạ Trâm sẽ như thế nào, bởi Ấn Độ có một nền văn hóa khác với Việt Nam. Không chỉ vậy, rào cản ngôn ngữ cũng là một vấn đề nan giải. Chẳng để mọi người phải thắc mắc, Võ Hạ Trâm đã đăng một clip về ngày đầu tiên làm dâu của mình lên YouTube. Có thể nói Võ Hạ Trâm khá sướng khi được mẹ chồng, anh chồng và cháu chuẩn bị đồ ăn uống buổi sáng. Trong khi đó, cô chỉ việc làm hoạt náo viên, đi lại hỏi han rồi cười phơ lớ, bởi chẳng biết phải làm món gì. Trong clip, các thành viên trong gia đình nhà chồng của Võ Hạ Trâm cũng rất vui vẻ và thoải mái, giới thiệu cho cô về ẩm thực cũng như văn hóa của Ấn Độ. Hình ảnh mẹ chồng Ấn Độ trao quà cho Hạ Trâm. Nữ ca sĩ đã rất hạnh phúc trong ngày cưới. Ngày đầu làm dâu, Hạ Trâm chẳng phải làm gì, mẹ chồng làm cho hết. Hạ Trâm chẳng phải nấu nướng gì vì cô cũng không biết nấu các món Ấn Độ. Cô được chồng phục vụ tận răng. Được ông xã yêu chiều nói lời yêu thương, cô nàng còn cười tít cả mắt. Anh chồng và mẹ chồng đang chuẩn bị các món ăn Ấn Độ. Tưởng bỡ ngỡ và gặp khó khăn như thế nào, ai ngờ Võ Hạ Trâm lại sướng như vậy. Còn được chồng giúp đỡ rửa chén bát, còn sắp xếp lại son nữa, quả thật Võ Hạ Trâm là nhất rồi. Viu Anh tức giận vì bị Minh Tuyết cướp hit. Tôi cho chị bài để cho em khóc kiếm tiền đấy. Câu chuyện nghệ sĩ lớn mượn các ca khúc của đàn em cover không còn xa lạ trong showbiz Việt. Đặc biệt các ca khúc ấy còn là bản hit thì có thể hàng loạt tên tuổi lớn muốn thể hiện lại ca khúc ấy. Tuy nhiên, vấn đề bức xúc hiện nay của một số ca sĩ đó chính là việc cover chính là việc gián tiếp cướp đi công sức của đàn em. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ Viu Anh đã lên tiếng về vấn đề này. Cô khá bức xúc trước những người đang cướp nồi cơm của người khác. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ thái độ bức xúc. Tôi thấy mang danh là đàn chị đi trước trong nghề, là lão làng mà hễ đàn em có được bài hát hit là giành hát như đúng rồi. Không ai người đó hưởng, huống chi thời buổi này một bài hit. Sống rất ngắn, giờ còn thêm vụ các anh chị phỏng tay trên. Các anh chị ở trong nghề cũng biết có được một thành quả lâu phải dễ dàng, nhất là sống xa phải để em múc nể nữa chứ. Vậy khác gì cướp nồi cơm của họ, chặn đường họ đi, trong khi công gầy dựng biết bao khó khăn cực khổ mới có được chút thành quả. Nói thật, các anh các chị cho mình hay mình giỏi thì tự mà tạo hit. Chứ một bài hát mà đàn em đi hát sau gần cả 20 năm tạo thành hit đã nổi như cồn thì khán giả hát karaoke cũng hay. Chứ đừng nói đến người hát sau lại lão làng thì đủ cách khéo léo để ăn theo. Viu Anh khá bức xúc lên tiếng. Điều cô khá trăn trở chính là việc khi tiền bối liên tiếp giành lấy miếng cơm manh áo bằng cách cover ca khúc mà không xin phép. Những bình luận khiến khán giả nghi ngờ Viu Anh đang nói đến Minh Tuyết. Viu Anh nói thêm là bậc đàn anh đàn chị nếu không dìu dắt chỉ bảo được em úp thì cũng không nên như thế. Kể cả người nghệ sĩ đã tạo được hit đó không có thời gian đi biểu diễn phục vụ khán giả mà vẫn luôn cố gắng để gửi đến những bài hát hay, món quà ý nghĩa cho khán giả thì lại càng phải trân trọng họ chứ. Sao lại lợi dụng thời cơ kiểu như thế nhỉ? Tôi nghe đâu đó có người nói thế, sao không chịu mua độc quyền trọn đời? Làm gì có nhạc sĩ nào bán độc quyền cho một người ca sĩ trọn đời? Quan trọng người biết sống và có đạo đức không? Ai làm như vậy cả? Hoặc có cover thì ít nhất cũng để người ta được hưởng thành quả vài trăm. Ai lại vừa nổi lên đã bị cướp theo kiểu cách làm như Văn Minh là cover? Điều cô nói ra được khá nhiều sự ủng hộ, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, nhiều khán giả đã tìm ra cô đang nói đến một ca sĩ hải ngoại đã hát bài Để Cho Em Khóc của Viu Anh. Người hâm mộ còn thấy nhân vật này còn ra hỏng album và Mimiso. Đáp trả lại, Viu Anh cũng tán đồng về những ý kiến nhận định này. Minh Tuyết phù hợp với những điều được nói đến. Sau nhiều ý bằng chứng cụ thể, khán giả bắt đầu hướng mũi dùi về ca sĩ Minh Tuyết. Khi những sản phẩm âm nhạc gần đây của cô đều trùng khớp với những điều nói trên. Đỉnh điểm là phía Minh Tuyết lên tiếng phản pháo Viu Anh đã khiến khán giả tin rằng nữ ca sĩ đồng xanh đang chỉ trích đàn chị. Nhạc sĩ của bài Để Cho Em Khóc, Phúc Trường cho biết anh đã hết hạn ca khúc với Viu Anh và sau đó anh có bán ca khúc cho Tương Tâm Thí Nga Paris. Thì việc chị Minh Tuyết hát bài này hoàn toàn được, anh không muốn chia sẻ gì thêm về status của Viu Anh. Mới đây, sự việc được đẩy lên cao khi Viu Anh tiếp tục đăng đàn một trạng thái rất dài, bày tỏ sự bức xúc của mình trước sự việc cướp hit của đàn em. Nội dung đoạn trạng thái xoay quanh việc Viu Anh vẫn khẳng định Minh Tuyết cướp hit của mình khi cô đã mua độc quyền và ngoài ra Minh Tuyết còn sử dụng bài hát với nhiều hình thức như làm MV cover, đi hát ở các tụ điểm ca nhạc và làm hẳn một mini show.
lấy hẳn tên là Minh Tuyết để cho em khóc. Trước những lời tố của Viu Anh, phía Minh Tuyết lên tiếng chẳng khác nào có thực giật mình. Chúng tôi hai lần mua tác quyền ca khúc để cho em khóc, một lần Minh Tuyết hát và lần sau cho Mai Thiên Vân. Đàm Phương Linh có cảm giác được Lương Thế Thành yêu thật. Phim Ngũ Hời Tướng Hỷ phát sóng lúc 20h35 thứ Tư và 20h25 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 trên kênh HTV7, có sự tham gia của hai diễn viên chính Đàm Phương Linh và Lương Thế Thành. Đây là lần đầu tiên cả hai đóng phim truyền hình Tết. Trong bộ phim này, cả hai có những cảnh tình cảm ngọt ngào với nhau. Đàm Phương Linh vai Xuân Mai cho thổ lộ, đóng với anh Lương Thế Thành tôi cảm giác như được yêu thật. Riêng Lương Thế Thành vai Phi Long, anh cho biết không ngại bà xã người mẫu Thúy Diễm ghen. Khi đóng cặp cùng Đàm Phương Linh, anh còn phấn khích khi được đóng cặp cùng người đẹp những cảnh tình cảm ở nhiều trạng thái của các đôi lứa yêu nhau. Theo Thành, đó là công việc của một diễn viên chuyên nghiệp khi hóa thân vào vai diễn, nên vợ anh sẽ hiểu cho nghề của chồng. Nói về những cảnh tình cảm tâm lý phức tạp, Đàm Phương Linh cho rằng, anh Lương Thế Thành là nguồn cảm hứng cho tôi đóng những cảnh tình cảm ấy, được tự tin hơn. Được đóng phim Tết là cơ hội cũng như thử thách mà tôi phải vượt qua. Đây là lần đầu tôi đóng phim Tết và được làm việc cùng dàn diễn viên chuyên nghiệp nên không khỏi áp lực. Nhưng với những chỉ dẫn ấm áp nhiệt tình từ bạn diễn, tôi tự tin hơn rất nhiều. Kể về vai diễn trong phim Tết, cả hai cho biết Phi Long vốn là một chuyên gia tư vấn đầu tư có tiếng trong giới kinh doanh. Anh là con trai của chủ một tập đoàn kinh doanh lớn và luôn ấp ủ ước mơ trước 35 tuổi sẽ mở một nhà hàng mang các món ăn ngon, quen thuộc đến thực khách. Tại nơi khởi nghiệp, số phận Phi Long dường như được gắn chặt với cô gái cá tính Xuân Mai, tạo nên một chuyện tình vừa hài hước vừa lãng mạn. Xuân Mai mất mẹ từ nhỏ, cô sống trong sự nuông chiều chăm sóc chu đáo của mọi người, nên rất tự do, tính cách có phần trẻ con và hiếu thắng. Cũng vì tính cách đó mà Mai đã gây nên nhiều tình huống hiểu lầm, dở khóc dở cười với Phi Long. Các diễn viên trong lễ ra mắt phim tại thành phố Hồ Chí Minh. Phim có nội dung hài hước nhẹ nhàng tình cảm dành cho khán giả nhân dịp xuân về. Do Dũng Nghệ làm đạo diễn, với độ dài 18 tập, 60 phút một tập, ngoài Lương Thế Thành và Đàm Phương Linh, phim còn có các nghệ sĩ khác tham gia như nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam, Tuyền Mộc, Ngân Quỳnh, Dương Cẩm Linh, Dương Hoàng Nam, Lê Nam, Quốc Khánh, Vũ Ngọc Anh, Hồng Thanh, An Vi và Thủy Cúc.